Ok, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của em, Tom vest Invest trong phiên dịch ngày 9 tháng 2. À, diễn biến trong phiên dịch ngày hôm nay khá là ảm đạm. À, và tuy nhiên rằng là gì ạ? À? vẫn là một cái câu chuyện là gì? À, phiên tăng thì sen kẻ với lại là phiên giảm các anh chị ha. Thì đây các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng là sau một cái giai đoạn mà nó như nào à? à kết thúc cái sóng tăng hay là kết thúc cái sóng hồi và tạo định ở quanh vùng 1120 như thế này thì những cái phiên tiếp theo của thị trường chúng ta sau cái phiên up test đó chính là những cái nhịp mà đi ngang và tiếp tục là sideways down xuống như thế này rất là khó chịu các anh chị. Nếu như mà các anh chị nào mà không có uh, thời gian bám sát bản điện hay là chơi đinh theo cái 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 uh, sự cung cầu trong phiên ấy, thì sẽ rất là khó mà, mà 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 giao dịch ở thời điểm hiện tại. ví dụ như chẳng hạn có một số mã cổ phiếu nó vẫn có thể đánh được tới cộng chẳng hạn như cái nhóm thép hôm qua, đúng không ạ? À? hôm qua cái nhóm thép thì nó tăng trần thì hôm nay hàng về một cái thì có thể là tranh thủ chiều nay bán ra đánh lướt được bao nhiêu cho mà bắt được cái vùng đáy ở đây ví dụ bắt được cây đáy ở đây à cũng lấy được khoảng tầm là sáu bảy phần trăm lúc mà phiên chiều này này, này, này nó, nó, hàng nó về đúng không ạ rất là nhanh thì cái đó là cái cách đánh mà khi mà nó trang ở trong một cái trạng thái là sideways các anh chị ha ấy nhưng mà thật sự như vậy nó rất là mệt mỏi ấy trong một cái thị trường mà nó chưa có cái sự đồng thuận về dòng tiền À, rồi nhà, nhà đầu tư vẫn còn đang khá là hoang mang và cũng như là kẹp hàng ở à, đa số là vẫn còn đang kẹp hàng ở những cái à, nhịp trước đó thế thì với cái việc mà các anh chị chúng ta à, đánh theo cái cách mà gì à? à chiếc khấu mạnh hoặc là giảm mạnh ở trong phiên thì à, chúng ta mua vào và chúng ta sẽ canh bán ra ở trong những cái gì à, à nhịp hồi à, ngược trở lại ở trong phiên đánh có nghĩa là đánh t không đấy mà trước đó là tuấn cũng đã có gì à, à, có nói sơ qua cho mọi người nghe về 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 cách đánh như vậy đúng không ạ thì tuy nhiên với các anh chị như vậy á, thì chúng ta cần phải có một cái gì à, à, có cái 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 khoảng thời gian bám sát với cái bản điện chúng ta giao dịch thì chúng ta mới có thể là đánh lướt như vậy được chứ còn mà hiện tại thị trường chúng ta nó vẫn đang trong một cái xu hướng giảm ngắn hạn như thế này và cái điều kiện để mà quay trở lại thị trường các anh chị chúng ta sẽ để ý ra là như thế nào ạ à? À chúng ta cứ nếu mà chưa có hiểu rõ về phân tích kỹ thuật thì chúng ta cứ như nào À cứ lấy ba cái đường MA5, MA10 và MA20 tức là những cái đường trung bình uh, biến động của 5 ngày, 10 ngày và 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 20 ngày để chúng ta làm chuẩn. Thì chẳng hạn như ví dụ như là thị trường ta hiện tại nó đang gãy mất cái đường MA5 là chúng ta thấy là như nào À trong ngắn hạn thì chắc chắn là cái xu hướng giảm nó vẫn là còn nằm phía dưới cái đường MA5 là chắc chắn là sẽ là còn giảm nữa rồi đúng không ạ à? hay là dưới MA10 chúng ta cũng không thể nào tài nào chúng ta chơi được mà tại sao trước đó ở những cái thời điểm là những cái đường MA5 nó cắt lên đường MA10 này rồi cắt lên đường MA20 này là bắt đầu nó cho những cái điểm mua của đối với lại các anh chị nhà đầu tư rất là an toàn thì những cái lúc như thế này chúng ta chơi chúng ta sẽ như thế nào à à rất là thoải mái cái tâm lý và chúng ta ngủ rất là ngon còn mà chúng ta cứ như thế nào à giao dịch trong một cái trạng thái là thị trường nó đang đi xuống như này thì cái cái tâm lý của các anh chị ta rất là chụp giật các anh chị ha rất là chụp giật đấy rồi ngay khi mà ví dụ như chẳng hạn mà sau cái kết thúc một cái quá trình nó điều chỉnh như thế này thì như thế nào ạ à? à? thị trường nó nó đã bắt đầu nó quay lại nó tăng giá và bắt đầu nó sẽ đây là những cái phiên giờ à? à nó cho mua ở những cái phiên như thế này các anh chị có thấy không ạ à? nó sẽ bắt đầu nó cho mua lại ở những cái phiên như thế này bởi vì sao những cái đường em ngắn ngày như năm năm em năm và ma mười bắt đầu nó cắt ngược lên trở lại em hai mươi thì đó cũng chính là những cái thời điểm chúng ta hay là quay lại chúng ta giao dịch Đấy, Và nó rất là an toàn các anh chị ha Đấy cứ theo cái chiến lược đơn giản như vậy giúp em Những cái đường MA5 và MA10 nó nằm trên đường MA20 Các anh chị chúng ta giao dịch thoải mái Còn khi mà bắt đầu những cái đường MA5 và MA10 nó cắt xuống đường MA20 Và cũng như là cái cái, gì à, cái 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 đồ thị giá của biểu đồ ấy Đấy, Là bắt đầu nó nằm dưới những cái đường MA20 Thì các anh chị chúng ta bỏ qua chúng ta đừng có chơi ấy ha chúng ta um, mua bán gì cả. ấy lúc đó là chúng ta nên đứng ngoài chúng ta quan sát các anh chị ha. Đấy đó là cái lý do mà 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 mình đúc kết được rất là nhiều từ những cái sai lầm cũng như là những cái gì, những cái kinh nghiệm mình đã trading trong cái gì, thời điểm những cái những cái năm vừa qua. Đấy. Nói nên là em muốn lưu lại và cũng như là truyền đạt đến với lại các anh chị nhà đầu tư xem cái video này để mà chúng ta Uh, chẳng việc gì mà chúng ta cần phải quá là liều lĩnh để mà mua và và và, và cứ đánh lướt như vậy ở trong một cái gì trong một cái xu hướng nó dàn giảm như thế này đấy nếu như mà mọi người sẽ thấy á là hơn 90% là các cái mã cổ phiếu nó sẽ đồng thuận theo thị trường ở ví dụ chẳng hạn như thị trường nó không thuận lợi mà nó cứ cắm đầu nó giảm lỡ biết đâu ngày mai có một cái phiên gì à, phiên một cái phiên nó giảm tiếp thì sao chẳng hạn như ở đây mọi người sẽ thấy á sau một cái cú giảm như thế này ấy thị trường ta đi ngang đây nha. Sau một cái cú giảm lớn như thế này. <laughs> sau cái cú giảm lớn như thế này thị trường chúng ta đi ngang. Rồi sau đó là có những cái sự phục hồi lên trở lại ở đây đúng không ạ? Bắt đầu nó như nào mà À đục thủng xuống ở đây một cái, rồi nó lại đi ngang. Rồi nó lại tiếp tục nó đục thủng xuống tiếp. ấy nó sẽ tạo ra những cái bậc thang đi xuống các anh chị ha. Nó cũng khá là giống với lại là cái nhịp ở hồi tháng 9 này nè. ấy Thủng xuống này, đi ngang này, thủng xuống này, tiếp tục đi ngang này đục xuống này đi ngang này đục xuống này gãy 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 tiếp này các anh chị ta thấy không à? đó, đó là các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng á cái việc mà các anh chị chúng ta trading ở trong cái nhịp như thế này nó cực kỳ là rủi ro và đồng thời khi mà hàng các anh chị chúng ta chưa kịp về ấy, thì lúc đó các anh chị chúng ta lại như nào à? à lại tiếp tục gồng lỗ à? đúng không? Đấy, cái điều đó là cái điều giờ cái phương châm như vậy cái phương pháp đầu tư và giao dịch như vậy là rất là sai lầm. Đấy, các anh chị có thấy không à? Lỡ biết đâu ngày mai nó đục thêm một cái cây hai mươi mấy điểm xuống như thế này cho các anh chị nhà đầu tư coi như là móm mỏ luôn Đúng không? Các anh chị chúng ta thử tưởng tượng đi à Và cái quá trình điều chỉnh của một mã cổ phiếu hay là bất kỳ uh, ví dụ như là của thị yeah. trường Nó không thể nào nó mới chỉ có kéo dài đâu đó khoảng tầm là hơn một tuần là như thế này là nó đã kết thúc đâu Đúng không ạ? Hôm qua Tuấn cũng đã có nhấn mạnh và Tuấn nói với mọi người rồi Đấy chưa thế nào nó kết thúc cái quá trình mà nó điều chỉnh mà nó đè giá như thế này được. Đấy. Ha sẽ bắt đầu nó sẽ tìm về lại những cái gì ạ à? những cái 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 cái, cái vùng uh, cầu nó 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 hấp dẫn và nhà đầu tư họ mua vào họ chấp nhận họ mua vào còn ở thời điểm hiện tại cái giá của cổ phiếu nó đang cao họ không chấp nhận họ mua vào chắc chắn của cái lượng cung nó sẽ như nào à được kích bán khi mà như nào à khi mà một lượng uh, uh, lượng cổ phiếu nhất định của đầu tạo lập họ tuôn ra Đấy, họ kích những cái lệnh bán một cái thôi là coi như là hiệu ứng domino nó sẽ đẩy đi ngay chẳng hạn như stb cũng vậy này tuấn cũng đã cảnh báo với mọi người về cổ phiếu stb này rồi đúng không đấy à, gãy chắc rồi đúng không xu hướng ngắn hạn nó đã gãy rồi đấy, nằm dưới đường em 20 như thế này là gãy rồi à, và tuấn cũng đã cảnh báo với mọi người khi mà chúng ta có nắm giữ cổ phiếu stb như thế này hay là những cái cây mà nó phục hồi lên ngược trở lại như thế này này à, thì mình cũng bảo là thôi canh mà bán ra đi đấy, nó gãy là cái chắc rồi nói không tin thì, thì đó thì bây giờ nó, nó, nó bắt đầu nó gãy xuống rồi và và nó có thể nó về lại những cái vùng giá phía dưới như thế này này là điều hết sức là bình thường hai các anh chị ha Nên là đặc biệt lưu ý giúp Tuấn nha đấy, ở thời điểm hiện tại thì các cái cổ phiếu nhóm ngân hàng ấy, thì nó đang uh, có cái sự phân hóa các cái cổ phiếu lớn thì nó bắt đầu nó giữ giữ lại neo lại cho uh, thị trường không bị bán quá là mạnh đấy, nhưng mà một khi mà tụi nó tuôn ra một cái thôi là tụi nó sẽ gây ra một cái áp lực tương đối là lớn đấy ha Đấy chẳng hạn như việc ví dụ như nó thả một cái thôi là thôi xong hay chẳng hạn như là BID mà nó thả xuống một cái thôi là cũng chết rồi hay như CTG cũng vậy nha nên là các anh chị chúng ta đặc biệt lưu ý cái nhóm ngân hàng này ấy mặc dù là những cái cổ phiếu nhóm ngân hàng là những cái cổ phiếu là nó đang giữ giá rất là tốt nhưng mà chưa biết được rằng là liệu là, là 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 tạo lập họ có dùng những cái quân bài của nhóm ngân hàng này để mà à, đè đè chỉ số của thị trường chúng ta trong những cái khoảng thời gian sắp tới hay là không đúng không ạ nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác chấp tốn. Được chưa? Rồi. Thì hôm nay cũng là một cái phiên tiếp tục uh, quay đầu giảm điểm. Hôm qua tăng bao nhiêu thì hôm nay giảm bấy nhiêu luôn. Ấy Và nó test lại cái điểm uh, thấp nhất là quanh cái uh, vùng 1065. Là ở đây. Đấy. Nhiều khả năng là mình view như thế nào à? À thủng đúng không? Chắc chắn là nó sẽ thủng rồi. Và nó sẽ quay vào lại quanh quanh cái ngưỡng vùng nền 1050 cho tới vùng 1055. Thì tức là quanh cái ngưỡng vùng này. Đấy. Ha, thì ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn là tiếp tục quan sát thôi. Mặc dù hôm nay, ở mặc dù hôm nay là mình quan sát có một vài mã cổ phiếu nó có cho một cái điểm mua, nhưng mà nhìn chung là thị trường chung nó không thuận lợi thì mình không có làm gì cả. Đấy, mình cũng không cố đấm ăn xôi, mình cũng không có phải là là là, là quá là ráng để mà tìm kiếm lợi nhuận khi mà thị trường nó không thuận lợi như thế này. Đấy chẳng hạn như một vài cổ phiếu riêng biệt. Đấy chẳng hạn như là TRG. Đẹp không? đẹp quá đẹp luôn hôm nay là một cái điểm pivot mà mua vào của dòng tiền mà đẩy vào đối với lại tng để đóng cửa cao nhất phi như này khối lượng vào rất là tốt đấy nhưng mà mình sao ạ à? mình cũng không coi coi co quyết định mà mua vào mặc dù là mình thấy là 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 cái điểm mua nó cũng tương đối là đẹp đấy, cái điểm mua nó cũng tương đối đẹp nhưng mà không ha các chị ha không nhất quyết là không mình tuân thủ theo những cái quy tắc giao dịch của mình thì chắc chắn là mình sẽ hạn chế cái phần thua lỗ đến mức tối đa luôn đấy nha rồi gì nữa à? à BR BR cũng là một mã cổ phiếu mình luôn luôn mình gì à, à mình theo dõi và mình chắc chắn rằng là mình sẽ đánh lại khi mà cổ phiếu này nó 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 như nào à nó té lại thành công đấy thì hôm nay cũng là một cái phiên mà dòng tiền nó đẩy vào đấy, nhưng mà gặp những cái kháng cự như thế này nó sẽ mất một khoảng thời gian các chị chúng ta cũng cùng nhìn lại cái khoảng thời gian trước đó của BR này mọi người sẽ thấy nó giống không đây đẩy lên một nhịp này đấy rồi gãy rũ này À, gãy rủ này mọi người thấy nó đi ngang lại không ạ à? tiếp tục bước lên này nhưng mà gặp lại ngưỡng kháng cự này gãy tiếp thêm một lần nữa này đấy rồi mới đi ngang đi lên đi ngang rồi sau đó mới bứt phá được đấy thì ở đây nó có giống y chang cái nhịp này không mọi người sẽ thấy là như nào ạ à? à tương đối là giống đúng không tương đối là giống đúng không giống khúc này không ạ à? <laughs> giống khúc này không ạ à? này đây vẽ lại cho mọi người nha đây này gãy xuống này đi ngang này lên này rồi như thế nào ạ? À? à khả năng cao nó sẽ gãy về lại đây. Rồi nó đi đi ngang. Và phục hồi đi lên, đi ngang ở đây, bắt đầu đi lên. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ phải hình dung ra là cái cách đánh của nó nó có thể là nó sẽ tạo ra một cái trạng thái gì ạ? À? Ở à, đây cũng là một cái gì vai đầu vai ngược này. Đấy, vai đầu vai ngược ở đây này. Thì khi mà nó đã như thế nào ạ? À? Bắt đầu ở đây là nó đã có cái lượng hàng bị kẹp ở đây rồi. Thì với cái việc mà nó đỡ lại cung ở đây thì lần đầu tiên nó sẽ kiểm tra lại chỗ này ấy nó sẽ test lại cái đỉnh này trước đã rồi chúng ta mới từ từ chúng ta quan sát coi là cái hành động của uh, đội lái hoặc là tạo lập họ muốn làm gì ở quanh cái ngưỡng vùng giá 17 này thì lúc đó chúng ta mới có về những cái phương án là chúng ta tính tiếp chúng ta không vội vàng chúng ta mua vào mặc dù hôm nay là cái dòng tiền vào nó khá là tốt nhìn cái chạc một giờ là là, 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 là biết là bếp rồi nó có dòng tiền vào tốt như thế này rồi ấy nhưng mà chúng ta chưa vội vàng gì các anh chị nha nó chưa vội vàng gì bởi vì nó đang gặp lại cái đỉnh này cũng giống như cái thời điểm này đấy tiền vào cũng ok đúng không gặp lại đỉnh này quay đầu giảm này đấy có lúc này là cái lúc mà thị trường chung nó cũng không thuận lợi nữa đúng không ạ lúc này cũng là cái lúc mà thị trường chung không thuận lợi nữa đây vn này đó mọi người sẽ thấy ở đây <laughs> đây ha đây tắt cái này đi này đấy mọi người sẽ thấy so sánh này thị trường chung nó không thuận lợi thì nó cũng sẽ gãy theo mặc dù ở khúc này nó rất là tốt so với lại thị trường chung đúng không ạ nó tốt hơn thị trường chung đấy nhưng mà sao nó cũng sẽ gãy theo thị trường thôi đúng không gãy xuống này thì thị trường lúc mà nó gãy xuống này đó mọi người thấy đúng không ạ nó sẽ có những cái sự vận động giống như là gì ạ à giống như là, là 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 cái cách mà thị trường đang vận động đấy đó là mọi người cần phải cẩn thận nha cần phải cẩn thận giúp tốn rồi <laughs> rồi ngoài ra thì cũng có như là ví dụ như là BVD đây. đấy, à, BVD cũng ngày hôm nay cũng tiền vào khá là đẹp nhưng mà sao không vội vàng mua vào? Đấy. Anh chị nào mà mua được khi ngày hôm qua đấy thì còn ok nha. Phiên ngày hôm qua mà lỡ mua vào được ấy, thì còn ok. Bởi vì sao? Tuấn cũng đã nói là nó về lại quanh cái ngưỡng hỗ trợ vùng 19 ở đây này, vùng 19 ở đây cái vùng hỗ trợ này nó quay về nó test lại cái đỉnh. Nhưng mà chú ý một cái là RSI nó đang bị yếu dần đi chút xíu. Đây này, mọi người sẽ thấy là AI nó đang có thể là yếu dần đi. Có thể là cái nhịp này nó có thể nó đánh vượt được 22 đó. Đấy, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái đỉnh mới nha. Nó có thể nó tạo ra một cái đỉnh mới và thậm chí là nó có thể đánh với lại được vùng giá là 24. Đó. À, <laughs> mà trước tiên thì nó cứ phải quay về lại nó test lại cái vùng mà đỉnh quanh vùng 21.5 cái đã nha. Nó sẽ test lại quanh cái vùng đỉnh 21.5. Đấy. BBD cũng hôm nay nếu mà thích hợp cho các anh chị nào mà đánh lướt được khi mà mua được ở quanh cái ngưỡng vùng giá 19 này ấy thì lên khoảng tầm 21 năm cho tới 22 thì nên canh bán ra nha. Đánh ngắn thôi chứ đoạn này không có nắm dài được đâu. Lỡ ngày mai biết đâu mà thị trường chung nó không thuận lợi, nó quay đầu nó giảm cái một luôn là, là hoặc là giảm sàn luôn là cũng không biết được. Đấy. À, các anh chị ta lưu ý rồi BVS cũng vậy này. Đấy, BVS cũng chờ nha, cũng về lại được quanh cái ngưỡng vùng hỗ trợ là quanh vùng 23 cho tới vùng uh, 24 đó, 23 24 đó thì bật bật lên phục hồi trở lại thì những cái cổ phiếu này sau khi nó rủ lại á mà nó phục hồi lên trở lại ha thì các anh chị chúng ta cũng hay là chú ý được những cái mã cổ phiếu như thế này nhé ở những nhịp sau đây này những cái đường MA5, MA10 và MA20 nó đang bó sát lại với nhau như thế này ấy thì nó đang tạo ra một cái tín hiệu tích cực cho cổ phiếu nha yeah. thì các anh chị chúng ta để ý này giúp tốn chút xíu nha chờ chờ thế nói chung là chờ thêm ấy nếu mà nó tích lũy lại đủ cái này nhịp này nè lên ha tích lũy lại được đủ ở trên đây này chúng ta sẽ đánh à, một cái nhịp khi mà nó có những cái sự đi ngang nó test cung lại quanh cái ngưỡng vùng 24.5 cho tới vùng 25 thì chúng ta mua cao thì, lúc mà đợi những cái cây mà nó break lên đó thì chúng ta sẽ canh chúng ta bán nhé còn ở thời điểm hiện tại nó cũng chỉ lên quanh nó test lại cái đỉnh ở vùng 25.5 thôi rồi chúng ta sẽ mới tính tiếp được nhé rồi BSR nãy tôi cũng có nói rồi đúng không ạ Quay lên nó test lại khoảng tầm 17.3, 17.5 gì đó Thì chúng ta sẽ đợi thêm Các anh chị nha chúng ta sẽ đợi thêm Rồi um, Những cái cổ phiếu nhóm chứng khoán thì hôm nay đã yếu rồi Ở Nhóm này thì Tuấn sẽ không ưu tiên cánh cho mọi người à, Hay thậm chí là những cái cổ phiếu khỏe như là VCI Nó cũng quay về nó test lại cái đấy ha. <laughs> Nó đang quay về nó test lại cái đấy này nhưng mà mặt bằng chung thì cái nhóm ngành này cái dòng tiền nó không ủng hộ thì những cái cổ phiếu đó lẻ lo nó đi lên như thế này này thì nó cũng sẽ khá là là là, là chật vật. thực sự nó cũng sẽ khá là chật vật ấy. Chẳng hạn như HCM nó cũng tương tự vậy, nó cũng khỏe nó cũng tích lũy lại được hay là nó giữ giá lại được ở vùng này. Nhưng mà cái việc mà nó đi lên và 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 nó bứt phá ở những cái giai đoạn sau á thì nó sẽ gặp tương đối là khó khăn khi mà không có cái gì. À? à khi không 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 có cái sự ủng hộ của cái cả cái nhóm ngành của mình. À. Mà năm nay thì Tuấn thấy là cái câu chuyện của nhóm dầu khí thì thấy ok hơn Đấy <laughs> Nên là mọi người ưu tiên cho cái nhóm dầu khí nhá Hôm nay BVC cũng tăng trần này. Đấy. BBC này BBC cũng có vậy nha BBC thì nó đánh đầu cơ ở Dòng tiền vào ra rất là nhanh ấy Thì nên là cũng đợi thôi Nên là cũng đợi nó quay về những cái cổ phiếu dầu khí Mọi người cứ nên đợi cho một nhịp nó quay về Nó test lại cái vùng đỉnh á Vùng đỉnh trước á Đấy, rồi nó hành động như thế nào thì chúng ta Uh, mới tiếp tục chúng ta 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 ta, ta 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 quan sát và chúng ta phản ứng theo hoặc là chúng ta sẽ coi những cái nhịp mà nó test lại, à, Test lại coi là nó có ổn hay là không thì chúng ta mới lên tàu. Còn ở thời điểm hiện tại chúng ta không vội vàng gì khi mà thị trường chung nó chưa có thuận lợi nha. Nhắc đi nhắc lại là phải thị trường chung nó phải thuận lợi. Đấy. Rồi uh, nhóm dầu khí xong rồi thì hôm nay có thêm nhóm thủy sản cũng tăng trần tương đối là nhiều. Có thể là một vài cái tin tức đến từ cái việc là uh, cái cha Mỹ xuất khẩu sang Mỹ nó được về uh, thuận lợi đấy các anh chị ha đấy <laughs> rồi thì nhóm này nó chỉ nó chỉ ưu tiên cho các anh chị nào mà gì à uh, theo Tuấn thấy là 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 có cái cái vốn nó đi vừa phải thôi chứ thật sự là vốn của những mã cổ phiếu này á, đi không thể nào mà đi trăm ngàn hay là hai trăm ngàn được À, khá là khó cho các anh chị nào mà mà, mà à, mua với cái uh, với cái, cái gì cả cái số lượng lớn ha ví dụ như A như thế này thì lên trên này thì chắc chắn là mọi người nó nó sẽ như nào mà sau một cái đoạn nó gãy rũ này, ờ đấy, sau một cái đoạn mà nó gãy rũ xuống này, mọi người thấy mà dòng tiền vào đỡ lại, à, dòng tiền vào đỡ lại tiếp tục bứt phá đi lên thì những cái nhịp này nó sẽ chạy một cái đoạn nước rút à, nó sẽ chạy một cái đoạn rút cho các anh chị nhà đầu tư chốt lại nhé ok hay là cmx ở cái phiên hôm qua hay là phiên hầm bữa ở à, đây này khúc này quanh đây này hôm bữa mình cũng có chú ý cái nhịp này ấy mình cũng có nói với lại các anh chị nhà đầu tư Đó. thì mọi người cũng có thể canh chúng ta mua vào ở quanh cái ngưỡng vùng giá dưới chín này đúng không ạ à? thì hôm nay nó bước lên rồi thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp chốt lại quanh cái vùng giá mưa cho tới vùng 10.2, 10.3 các anh chị ha rồi trong nhóm này thì nó cũng có cái sự phân hóa nhá, vĩnh hoàng thì nó rất là yếu, ha, vĩnh hoàng nó rất là yếu, rồi những cái cổ phiếu này nó cũng chưa có cái tín hiệu của dòng tiền đi vào, chủ yếu là có thằng CMX này là OK, hay là ANV này cũng OK thôi, Ở còn ACL thì nó volume nó bé quá, thì không có chơi được, nhá, thì tùy vào cái khẩu vị của các anh chị chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể đánh được cái nhóm cổ phiếu này, nhá, ANV, ha. liều thì cứ mua thôi, CMX cũng vậy, hôm nay có dòng tiền vào, bức thiền cái target trong trong cái những nhịp ngắn hạn thì đâu đó khoảng tầm là Uh, 10.3 hoặc thậm chí có thể lên 11, các chị nhé. Rồi, ok. Uh, hôm nay dòng thép có điều chỉnh lại rồi, thì nói chung là dòng này thì uh, Tốn nghĩ là nó cũng sẽ quay về nó té lại cái đáy thôi, à, nó té lại cái đáy trước, nha. Yeah. Té lại cái cái cây cây giảm sàn ấy, là quanh cái ngưỡng vùng này này. Khả năng cao ngày mai là một cái phiên giảm điểm của thị trường, nha. Yeah. Khả năng cao sẽ là ngày mai là một cái phiên giảm điểm của thị trường. Ở chẳng hạn như hôm qua là Tuấn cũng có view về gì à? à mọi người thấy sao à? Đây, mọi người thấy là Tuấn cũng đã có một cái nhịp mà view vào cái gì. Đây đúng không? Mình vẽ đúng không ạ? À? Đấy, hơi hơi bị lệch chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng đi sideways theo cái cách mà Tuấn có nói với mọi người, đúng không? Nhưng mà nó với một cái biên độ nó hẹp hơn chút xíu thôi. Đây, thì chúng ta sẽ giờ đây lại xíu nữa. Có phải nó 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 đi sideways trong một cái biên độ này không ạ? À? <laughs> đây ha, có phải nó đi sideways trong cái biên độ như thế này rồi sau đó nó gãy không ạ? À? Đấy, rồi sau đó nó gãy này. Đó, à, mọi người thấy không? minh cũng đã nói với mọi người là khả năng cao nó sẽ gãy những cái vùng giá là 65 ở đây, đúng không? Và nó hiện tại là đóng cửa mức là 57 luôn. Và coi như là ai mà nghe mình là quanh mà vùng 69 70 ở đây là bắt đầu à, à, lấy những cái vị thế sọt ở đây là rất là đẹp rồi. ấy thì nhiều khả năng là Tổng nói rồi nó có thể là nó, ngày mai nó sẽ quay về lại quanh cái ngưỡng vùng 50 đấy. Ha. Nhà, có thể là quanh vùng 50 hoặc thậm chí là 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 là, là, là à, sâu hơn chút xíu là khoảng tầm 48 Đấy, sâu hơn chút xíu có thể là vùng 48 nha. Ngày mai khả năng cao là sẽ một đạp một về, đây lại ngay à. Đó, nên là các anh chị chúng ta lưu ý là hôm nay cái khối lượng nó 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 sọt cũng tương đối là lớn đấy. Ha, à. lấy đấy một nhà mà đu trên đây này, ấy là coi như là xong rồi, coi như đi bụi rồi. Đấy đúng không ạ? À? Đây ha, sọt ha, gãy lúc mà nó gãy 65 là full sọt đi chứ làm gì nữa. Đúng không ạ? À? Đấy rồi chúng ta sẽ chốt ở quanh cái ngưỡng ngưỡng ở vùng 50 các anh chị ha ấy xin sinh nhé. 1050 sẽ là cái 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 target cho cái 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 phiên ngày mai. Có thể là ngày mai nó về lại quanh cái ngưỡng vùng 50 thì nó sẽ lại bật lại. À, các anh chị ta lưu ý ha. Ngày mai nó về lại quanh cái ngưỡng vùng 50 hoặc là 445 50 gì đó, nó có thể nó bật lại. Đấy, nó thể nó bật lại lại lên miễn lại. ha à, nhưng mà chung quy lại thì chắc chắn là cái cái đích đến cuối cùng mà Tuấn view với lại là uh, <laughs> cái nhịp này của thị trường là sẽ về lại quanh 1020 cho tới 1030. Đấy. Nhá, các chị chúng ta lưu ý ha, phái sinh nhá. Rồi ok thì có lẽ là sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì hy vọng rằng à, những gì mà Tuấn truyền đạt trong video này sẽ giúp ích cho mọi người trong cái quá trình đầu tư cổ phiếu ở giai đoạn tiếp theo và hy vọng rằng mọi người sẽ không có bị mất tiền ở những cái giai đoạn nó đang rất là xương và rất là khoai như thế này nhá rồi cảm ơn các anh chị chúng ta một lần nữa đã quan tâm và lắng nghe theo dõi. Nếu mà thấy hay và bổ ích, hãy nhớ ủng hộ Tốn bằng cách là nhấn nút like video cũng như là đăng ký kênh để mà các anh chị chúng ta xem lần đầu nhé. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị nhà đầu tư.